Trung tâm mâm lốp Cụm hồ Đức Trí đã khai trương tại số 171 Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi. Đây là trung tâm chăm sóc lốp ô tô đầu tiên của Cụm hồ Việt Nam tại Quảng Ngãi. Trung tâm mâm lốp Cụm hồ Đức Trí Quảng Ngãi tại 171 Phan Bội Châu được xây dựng theo quy chuẩn của Cụm hồ Việt Nam với nhiều trang thiết bị hiện đại, bảo đảm thực hiện tỉ mỉ, chính xác, toàn diện các bước kiểm tra lốp theo quy định, mang đến những trải nghiệm mới dành cho khách hàng tiêu dùng với dịch vụ tốt hơn, giá thành tốt hơn, ưu đãi thường xuyên và nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo hành nhanh chóng đến người tiêu dùng. Trung tâm mâm lốp Cụm hồ Đức Trí Quảng Ngãi là đại lý chuyên phân phối bán lẻ các loại lốp ô tô thương hiệu Cụm hồ Hàn Quốc. Trung tâm cam kết về chất lượng cùng với các dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc xe chuyên nghiệp, có những khu vực chuyên biệt trưng bày phụ kiện, phụ tùng, sở hữu các trang thiết bị tối tân, đảm bảo chất lượng về các dịch vụ chăm sóc lốp ô tô chuyên nghiệp.